Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 49 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Bên ngoài lĩnh vực tinh thần, gã nam tử trẻ tuổi lăng không mà đứng, không ngừng nhăn mặt. Đại ca, nơi này có chút cổ quái. Nam tử trẻ tuổi mặt kinh ngạc, thần thức quét về phía bọn lôi vệ, không khỏi thấp giọng kinh hô. Nơi này so với không gian tầng thứ 9 khác nhau rất lớn. Trường khống giả trong vô danh không gian này chính là lực lượng cường đại nhất, cũng là chúa tể tại không gian này. Tự nhiên không giống như Lưu Quang, phải tra xét cẩn thận tìm tòi mới có thể phát giác ra được tinh thần không gian của lôi vệ. Xoát một tiếng, trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh nam tử trẻ tuổi. Trong nháy mắt, thần thức đảo qua khu vực nam tử trẻ tuổi kia vừa nhìn, ánh mắt chợt trầm xuống, lạnh lùng nói: Ta cảm giác được hơi thở của Thiên Mông. Quả nhiên là cái lão già này còn có tay chân, đáng chết. Sao? Như thế nào mà không gian lại... Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt kinh ngạc, thần thức lại đảo qua một lượt rồi lại nhăn mặt. Trung niên nam tử cũng hiểu được, cũng phát hiện thần thức chính mình đột nhiên bị ngăn cách, phảng phất những gì vừa thăm dò được đều là ảo giác. Nếu nói là Thiên Mông, như vậy năng lực của hắn này đã tăng tiến, chúng ta sợ rằng tại nơi này không quá thuận lợi. Trung niên nam tử thở dài, nhưng ánh mắt vẫn như trước gắt gao tập trung tại phạm vi này, cũng đưa thần thức tìm tòi hơi thở tránh Thiên Mông, lại sử dụng phương pháp này tránh né, đến lúc đó lại phải một phen hao tổn tâm lực mới có thể tìm ra hắn. Bên trong lĩnh vực tinh thần, Tần Vũ trước vẫn nhắm hai mắt, nay chợt mở ra, nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, thân hình nhẹ nhàng đứng lên. Mà nơi bọn lôi vệ đang ở đều được một tầng năng lượng màu bạc nhàn nhạt bao trùm. Quả nhiên là đã phát hiện ra hỗn độn thân thể, xem ra mấy người trường khống giả này không đạt được mục đích, quyết không bỏ qua đây. Tần Vũ ngạo nghễ đứng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phương xa, trong lòng thầm nghĩ. Tần Vũ lúc trước muốn nhanh đưa mọi người rời khỏi nơi này, bản thân hắn không lo lắng trường khống giả nơi này, thế nhưng đây không phải là hồng bông không gian, tự nhiên là có điều băn khoăn. Nhịn không được bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là nghênh địch, có thể kéo dài chút nào hay chút đó. Tại hồng bông không gian, bốn đạo thân ảnh lăng không đứng. Tứ đệ đã làm khổ đệ rồi. Hồng Mông đứng trước mặt Cổ Bàn, bên cạnh là Lâm Bông cùng Tần Thạch Thiên. Cổ Bàn có chút cười cười nói: Đại ca, chúng ta là huynh đệ, không nên khách khí như vậy, lần này sẽ gặp lại Tam ca cùng phối hợp. Tứ ca, xin người nhất định phải chiếu cố tốt mấy người Tần gia, nếu có thể dẫn bọn họ trở về thì tốt quá. Tần Thạch Thiên chắp tay nói, trong lòng hắn Thái Thượng Tam Trưởng Lão vĩnh viễn là cực mạnh, không lo lắng có gì có thể uy hiếp y. Tần Thạch Thiên chỉ là đối với Tần Tư cùng Tần Sương rất lo lắng. Lâm Mông một bên cũng vỗ vỗ vai Cổ Bàn cười khổ nói: Thông đạo này cũng chỉ có thể cho một người đi qua, thật là làm cho người ta buồn bực không chịu nổi. Tiến vào vô danh không gian, hết thảy đều phải cẩn thận nghe chưa, nơi đó nhất định cũng có trưởng công giả như chúng ta, nếu có thể không nên quá sinh ra mâu thuẫn với bọn họ làm gì. Cổ Bàn gật gật đầu cười nói: Thời gian không còn sớm nữa, đệ muốn đi sớm gặp lại Tam ca. Ba người cùng gật đầu không nói gì. Cổ Bàn khẽ kêu lên một tiếng, la bàn trong tay xuất hiện, huyền hoàng khí mãnh liệt xuất hiện xung quanh thân thể hắn, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ thấy khu vực trước mặt nơi hồng bông khí cùng tử khí giao nhau chớp lên liên tục. La bàn trong tay hắn cũng xoay tròn rất nhanh bay đi. Ba người hồng mông chỉ cảm thấy cả không gian động đất mãnh liệt, trước mắt xuất hiện một thông đạo, xung quanh thông đạo lóe ra quang mang khác thường. Ba người biết thông đạo này chính là do la bàn biến ảo mà thành. Cổ Bàn thấy thông đạo đã tạo ra thành công, quay đầu mỉm cười chắp tay nói: Đại ca, nhị ca, ngũ đệ, Cổ Bàn xin cáo từ. Dứt lời, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thông đạo trước mặt ba người cũng dần dần thu nhỏ lại, đã không còn bóng dáng. Cùng trong lúc đó, nam tử trẻ tuổi cùng trung niên nam tử lúc này đã tiến vào trong lĩnh vực tinh thần của lôi vệ. Hai người vừa tiến vào liền cảm giác được không ổn, không gian pháp tắc không thể sử dụng tại đây. Tà môn, đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Sao lại có cảm giác quái dị như vậy? Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt kinh ngạc, thân thể tùy ý nhúc nhích, không gian xung quanh nhất thời bị phá nát. Chỉ bất quá là một khu vực nhỏ nhoi mà thôi, không cần quá để ý. Phá không gian hắn để xem hắn như thế nào có thể khống chế pháp tắc đây.
Trung niên nam tử khinh thường. Vừa dứt lời, không gian tinh thần của Lôi Vệ nhất thời rung chuyển bất an. Đang uống rượu, Lôi Vệ liền phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn ngồi trên ghế, trầm giọng nói: "Không gian của ta bị người ta phá rồi." Huống Thiên Minh sắc mặt biến đổi nói: "Bọn họ là trưởng khống giả vô danh không gian." Về chuyện trưởng khống giả, Huống Thiên Minh đã từ tầm tư mà biết được. Hơn nữa, hắn tất nhiên hiểu được, ngoại trừ trưởng khống giả, còn ai có thể tùy ý phá tinh thần không gian của Lôi Vệ. Chỉ ngay sau khi hai người kia phá tinh thần không gian, Tần Vũ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Thần thức ông đã bao trùm cả vô danh không gian, nên tất nhiên biết được trung niên nam tử vừa phá lĩnh vực tinh thần của Lôi Vệ. Hai người sắc mặt lạnh tanh, thoáng giật mình. Tần Vũ nhíu mày nói: "Hai người các ngươi là trưởng khống giả của vô danh không gian sao?" Kỳ thực, từ khí thế phát ra trên người hai người này, Tần Vũ đã sớm biết có ba trưởng khống giả đã tới đây, trong đó hai người là Lam Nhân. Phải biết rằng trưởng khống giả là rất ít, có thể trở thành trưởng khống giả tất nhiên là vô cùng lợi hại. Cả không gian pháp tắc đều nằm trong tay họ. Đối với người ngoài như Tần Vũ mà nói, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng một phần. Dựa vào thực lực của Tần Vũ hôm nay, đối phó với một người là rất dễ dàng, nhưng nếu là đồng thời đánh với hai người thì chưa thể nắm chắc. Nói thế nào thì bọn hắn cũng cùng cấp độ, không thể khẳng định trước là ai sẽ đánh bại ai. "Sao, ngươi cũng là trưởng khống giả sao?" Trung niên nam tử thấy Tần Vũ xuất hiện trước mặt, trong lòng rất kinh ngạc. Không ai có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt trưởng khống giả mà không bị phát hiện, ngoại trừ là cùng cấp bậc trưởng khống giả. Thậm chí là cùng cấp bậc trưởng khống giả cũng không thể dễ dàng xuất hiện trước mặt hắn mà không bị phát hiện. "Các vị không phải cũng như vậy sao? Tại hạ tới đây cũng chỉ là vì muốn đưa nhi tử và vài bằng hữu ra khỏi nơi đây, cũng không có ý gì. Nếu có thể xin hai vị bằng hữu đừng làm khó." Mặc dù không nghe ngại hai người, nhưng là không muốn gây ra xung đột. Bản thân hắn lúc xảy ra xung đột có thể an toàn, thế nhưng chỉ dựa vào thực lực một mình hắn, căn bản không cách nào bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người. Dù sao, khi trưởng khống giả đại chiến cũng là hủy thiên diệt địa. Tần Vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng ba người lúc này mà đại chiến thì không gian này nhất định là xong đời. "Hả? Người như thế nào có thể tới đây?" Trung niên nam tử đưa tay ngăn nam tử trẻ tuổi đang muốn nói gì đó, kinh ngạc nhìn Tần Vũ, trong lòng cực kỳ rung động. Nơi này cũng có người sống có thể tiến vào, hơn nữa nghe ý của người hắc bào này còn có thể dễ dàng đưa người khác rời khỏi. Việc này ngay cả trưởng khống giả bọn hắn cũng chưa từng nghe qua. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, mặc dù Tần Vũ thân là trưởng khống giả, nhưng thân thể cực kỳ siêu việt, hấp thu hỗn độn linh khí nên cơ thể hơn xa so với trưởng khống giả khác. Nếu không phải hắn nhường một bước mà lúc này đại chiến với hai người cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Thần thức Tần Vũ đảo qua bọn người Lôi Vệ, thấy Lôi Vệ lúc này đã ăn xong đan dược, không có gì nguy hiểm nên cũng yên lòng khẽ cười. "Tất nhiên là phá vỡ không gian mà đến rồi, là trưởng khống giả bọn ta hợp lực phá vỡ không gian, các ngươi không biết sao?" Hai người kia liếc nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc. Phá vỡ không gian ư? Không gian này không phải có thể dễ dàng phá vỡ. "Đại ca, đệ cảm giác được hơi thở của Thiên Mông trên người kim phát nam tử kia." Nam tử trẻ tuổi truyền âm đến trung niên nam tử. Trung niên nam tử tất nhiên cũng đã nhận ra, thấy vẻ mặt cười cười của Tần Vũ liền trầm tư một lát nói: "Mặc kệ ngươi là trưởng khống giả của không gian nào, ngươi đến nơi này chính là đã vượt quyền. Nể tình cũng là trưởng khống giả, chỉ cần là ngươi giao ra kim phát nam tử kia, bọn ta lập tức rời đi, không truy cứu ngươi, ngươi thấy sao?" Phương hướng hắn chỉ đúng là chỗ Huống Thiên Minh, vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Chỉ thấy quanh thân Huống Thiên Minh đột nhiên xuất hiện 10 cái khe màu đen. Lôi Vệ kinh hãi, muốn tiến lên giải cứu, nhưng bị Tả Thu Mi giữ chặt lôi ra phía xa. Tần Vũ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Đường đường là trưởng khống giả, lại đánh lén sao? Là các ngươi ép người quá đáng." Tần Vũ cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nơi Huống Thiên Minh cũng bình ổn trở lại, cái khe không gian cũng không thấy đâu. Huống Thiên Minh cũng biến mất ngay sau khi không gian vừa ổn định, xuất hiện phía sau Tần Vũ, vẻ mặt đầy sát khí nhìn hai người trưởng khống giả, tựa hồ như muốn xông lên sống chết với bọn chúng. Tần Vũ lắc đầu cười khẽ nói: "Người đã đoán không chính xác rồi." Huống Thiên Minh sắc mặt đỏ lên, bởi hắn không thể đoán trước được thiên mệnh của trưởng khống giả. Mặc dù là có cảm giác nhưng không thể rõ ràng bằng khi chiến đấu với Lưu Quang, có thể biết rõ công kích của y. Hơn nữa là lần biến đổi thiên đạo gần đây, hắn không thể nắm chắc cảm giác này. "Thiên Mông là gì của ngươi?" Thấy Huống Thiên Minh đứng bên cạnh Tần Vũ,
Trung niên nam tử chỉ hắn nói: "Người như thế nào, trên người lại có khí tức của hắn?" "Là cha của ta, các ngươi là ai, vì sao lại biết cha ta?" Huống Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người kia, trong lòng mang theo chút kích động, rốt cục cũng có thể biết được tin tức của cha. Kỳ thực ngay sau khi thấy hai gã nam tử này, Huống Thiên Minh trong lòng cũng có chút dự cảm. Thế nhưng không biết là bởi vì hai người này là trưởng khống giả hay là năng lực của hắn có vấn đề, nên tin tức về hai người kia cực nhỏ, cực kỳ mơ hồ. Đến khi trung niên nam tử kia hỏi Thiên Mông thì Huống Thiên Minh tự nhiên nói ra mình là nhi tử. Dù sao thì bọn họ cũng muốn tìm Huống Thiên Minh gây phiền toái, biết một chút tin tức vẫn hơn. "Như thế nào cũng không thể tránh khỏi chúng ta, ha ha. Chúng ta là chủ nhân của không gian này, không gian 18 tầng toàn bộ đều do chúng ta nắm giữ. Muốn ai sống thì được sống, muốn ai chết, tất nhiên kẻ đó không thể nào sống sót được." Nam tử trẻ tuổi còn nói: "Không thể tưởng tượng được, Thiên Mông đã chết, còn để lại cho chúng ta bất an, là con trai của hắn. Chỉ bất quá, Thiên Mông, ngươi sai rồi, chỉ dựa vào nhi tử, không đến cấp độ thiên tôn mà cũng nghĩ có thể làm khó trưởng khống giả bọn ta. Chắc chắn là muốn chết ư?" Sau khi nói, sắc mặt đột nhiên băng lãnh, âm thầm đánh giá Huống Thiên Minh, sát ý lộ rõ. "Cái gì? Cha ta thật sự đã chết sao?" Huống Thiên Minh ngửa cổ giống to, sắc mặt bi thương cực độ, bi phấn nói: "Cha, người như thế nào lại có thể bỏ con lại một mình tại không gian màu xám này?" Huống Thiên Minh ánh mắt thần sắc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mặc dù sớm đã có dự cảm, nhưng hắn vẫn không muốn tin hôm nay từ chính miệng bọn họ nghe được tin tức cha đã chết, khiến cho Huống Thiên Minh có cảm giác như trời cũng đang sụp xuống. Một tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Tần Vũ trong lòng sớm đã có đoán định nên cũng không bất ngờ lắm. Trong đầu nghĩ đến ba tòa cung điện huy hoàng cùng với một căn nhà lá nho nhỏ, thoáng hiểu được mấu chốt của vấn đề, liền hỏi: "Nói như vậy là các ngươi đã giết chết Thiên Mông?" Nam tử trẻ tuổi nhìn trung niên nam tử, thấy không có chút biểu tình, biết hắn trong lòng không ngại nói ra việc này, liền hăng hắc cười lạnh nói: "Là chúng ta giết thì sao? Lão bất tử suốt ngày gây rắc rối cho chúng ta, đã chết rồi cũng không cho chúng ta yên ổn." Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn vẻ mặt bi thương của Huống Thiên Minh, tiếp tục nói: "Nếu ngươi vẫn còn từng nhớ Thiên Mông lão quỷ như vậy, hôm nay ta sẽ tống tiễn ngươi đi gặp lại hắn." Chỉ thấy bên cạnh Huống Thiên Minh lại xuất hiện một cái khe cực lớn màu đen, trong nháy mắt muốn cắn nuốt Huống Thiên Minh. Tần Vũ con mắt sắc lạnh hừ nhẹ một tiếng, một tầng quang mang bằng bạc bao bọc lấy Huống Thiên Minh, cái khe màu đen trong nháy mắt cũng không thấy đâu nữa. Trung niên nam tử thấy Tần Vũ ngăn cản, sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói: "Người nhất quyết là gây khó khăn cho chúng ta." Sắc mặt hắn có chút khó coi, nếu là thiên tôn che chở nhi tử của Thiên Mông hắn sớm đã giết chết, nhưng người che chở cho Huống Thiên Minh lần này lại là một trưởng khống giả. Tần Vũ lạnh lùng cười, không để ý đến hắn. Bọn lôi vệ phía sau cũng giống Huống Thiên Minh, một cỗ năng lượng màu bạc bao bọc lấy tất cả. Không cần nói cũng biết Tần Vũ là nhất định bảo vệ mọi người tại đây. Đợi đến khi tất cả đã nằm trong vòng bảo vệ của mình, Tần Vũ mới nhàn nhạt, sắc mặt đại biến nhìn hai người kia. Thần thức cũng phát hiện vị nữ trưởng khống giả kia, chỉ có điều không biết vì sao cho đến giờ vẫn ở tầng không gian thứ 9 mà không đến cùng hai người này. Nếu chỉ là hai trưởng khống giả thì Tần Vũ có thể khẳng định mặc dù trưởng khống giả nơi này đều giỏi hơn, áp đảo hơn trên phương diện pháp tắc, thế nhưng Tần Vũ không vì thế mà yếu thế. Bản thân hắn đã hấp thu hỗn độn khí, mặc dù chỉ là bước khởi đầu nhưng cũng đã vượt xa qua đẳng cấp trưởng khống giả, chỉ là hôm nay không có đủ hai loại khí nên không cách nào phát huy tác dụng của hỗn độn khí mà thôi. Nghĩ đến nữ trưởng khống giả kia không tùy ý xuất hiện, Tần Vũ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ba gã trưởng khống giả đối phó với một mình hắn, cho dù là có hấp thu hỗn độn khí cũng chỉ có thể an toàn mà chạy thoát. Dù sao trưởng khống giả từ trước cho tới giờ cũng không có chiến tranh, cũng không thể nói một chọi ba là như thế nào. Chỉ là hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất nghiêm trọng, đó là nếu bọn họ tiến hành tranh đấu thì không gian này có thể chịu được toàn bộ lực lượng của bọn hắn hay không. Trong lòng Tần Vũ thoáng có chút do dự, nơi này còn có rất nhiều người, còn có Liên Gia Gia, Sương Nhi, Tư Nhi. Một khi vô danh không gian này bị phá hủy thì ngoại trừ bản thân ra, nói cách khác là ngoại trừ trưởng khống giả ra, thì người thân chắc chắn không còn được đường sống. Hai người kia cũng có nghĩ tới chuyện này, phải biết rằng bọn họ là trưởng khống giả vô danh không gian, toàn bộ không gian này đều nằm trong vòng quản lý của họ. Mặc dù trước đó có một thiên tôn đã đối nghịch, nhưng đối với bọn họ cũng chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không thể nổi lên ý nghĩ hủy diệt. Chỉ là người trước mặt này cũng là trưởng khống giả,
trong lúc trưởng khống giả chiến đấu hậu quả như thế nào, cho dù là ai cũng không dám tưởng tượng. Trên bầu trời màu xám, tại không trung lơ lửng một khối vô danh vật chất. Cổ bàn nháy mắt xuất hiện tại tầng thứ nhất vô danh không gian. Nơi này chính là hạ tầng thứ nhất. Thần thức trong nháy mắt đảo qua vô danh không gian, cổ bàn nhếch miệng cười, chứng kiến Tần Vũ đang cùng hai gã trưởng khống giả giằng co, nhìn bộ dạng còn chưa muốn động thủ, mà Hồng Quân vẫn như trước bế quan. Xem tình trạng hiện thời, có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể xuất quan. Đã thấy gương mặt quen thuộc của Hồng Quân, trong lòng cổ bàn liền hiện lên một tia ấm áp. Nhớ lại mọi chuyện lúc trước của hai người, thật sự là rất buồn cười. Không thể tưởng tượng được cuối cùng chính mình lại tiến vào cảnh giới trưởng khống giả trước tiên. Đương nhiên trong đó sự trợ giúp của Hồng Quân là rất lớn. Cổ bàn tự nhiên đã hiểu được sơ qua tại vô danh không gian đã xảy ra chuyện gì. Thần thức đặt lên người bọn Tần Vũ, nhìn thấy khóe miệng Tần Vũ cười cười, cổ bàn trong lòng biết Tam Ca đã phát giác mình tiến vào vô danh không gian. Tần Vũ tất nhiên biết là cổ bàn đã tới. Thần thức hắn từ trước đã không ngừng bao trùm cả vô danh không gian. Trong khi cổ bàn mới tới, hắn đã phát giác được. Chỉ là Tần Vũ không muốn ba gã trưởng khống giả vô danh không gian này biết mà thôi, cho nên mới dùng năng lượng ngăn cách hơi thở của cổ bàn. Cổ bàn đột nhiên phát hiện chung quanh mình có một lớp năng lượng màu bạc bao phủ, cũng đoán được là dụng ý của Tần Vũ. Gặp tên Tần Vũ biến thái này, bọn vô danh không gian trưởng khống giả cũng thật sự là uất ức không ít. Vốn tại không gian này, bọn họ là chí cao vô thượng, nhưng hôm nay đứng dưới Tần Vũ khiến cho bọn họ cực kỳ bị động. Thấy Tần Vũ không để ý tới bọn họ, ngược lại còn cười lạnh, khiến cho trung niên nam tử trong lòng rất là phẫn nộ. Nghĩ đến chính mình trong không gian này mới là tồn tại cao cấp nhất, mới là đệ nhất trưởng khống giả, không khỏi lạnh lùng quát: "Nếu các hạ nhất định che chở cho nhi tử lão quỷ như vậy, đừng trách ta không thủ hạ lưu tình." Đối với Tần Vũ, trung niên nam tử cũng là kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là sợ hắn. Dù sao nơi này cũng không phải là Hồng Mông không gian, Tần Vũ chỉ là trưởng khống giả từ bên ngoài mà tới. Bắt đầu tác chiến, trung niên nam tử ý tứ nhìn nam tử trẻ tuổi kia, ý bảo hắn đi trước thăm dò thực lực của Tần Vũ. Bản thân hắn nhân cơ hội đó giết chết nhi tử của Thiên Mông lão quỷ. Xét trên một phương diện nào đó, trưởng khống giả cũng có tôn nghiêm của trưởng khống giả. Mặc dù ba trưởng khống giả bên phía trung niên nam tử kia đã từng đánh lén Thiên Mông đến chết, nhưng cũng chỉ là chiến tranh bên trong, còn bên ngoài thì không thể dễ dàng mà liên thủ được. Nam tử trẻ tuổi thấy sắc mặt trung niên nam tử, hiểu được ý tứ, liền hét lên một tiếng. Một trận quang mang màu xám thoáng xuất hiện trên người hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Nam tử trẻ tuổi kia nói: "Để ta lĩnh giáo một chút thực lực của trưởng khống giả không gian khác xem sao." Nắm tay vung lên, chỗ Tần Vũ đang đứng nhất thời bị cô lập, không gian xung quanh toàn bộ bị phong bế như một tù ngục. Trong lòng biết thanh niên nam tử kia muốn vây khốn mình trong không gian này. Tầng không gian này cùng với không gian tầng thứ 9 giống nhau, thực tế là thanh niên nam tử đã sáng lập ra một không gian. Trong mắt hiện lên một tia khinh khỉnh, thủ đoạn này mà cũng dùng trong chiến đấu, quả thực là xấu hổ. Tần Vũ chỉ cười lạnh một cái, không gian vây quanh hắn lập tức bị phá hủy. Cũng không thấy động tác hắn như thế nào, thân ảnh chợt biến mất, xuất hiện bên cạnh thanh niên nam tử. Thấy Tần Vũ dễ dàng phá vỡ không gian do mình tạo ra, thanh niên nam tử sắc mặt hơi đổi, ngón tay lại chỉ xuất hai đạo sét bổ tới Tần Vũ. Trong không gian này, tồn tại cao nhất chính là trưởng khống giả. Nói cách khác, vô danh không gian này hoàn toàn do bọn họ thao túng. Thanh niên nam tử cơ hồ đã hao uổng khí lực thao túng hai đạo chớp đánh tới. Tần Vũ thân ảnh vẫn không dừng lại, nháy mắt hóa thành trăm cái bóng từ mọi phía đánh tới thanh niên nam tử. Khi tia chớp đánh xuống, vừa lúc bổ vào đầu Tần Vũ thì y đã biến mất. Thanh niên nam tử sắc mặt đại biến, đúng là hai đạo sét kia đã đánh vào cái bóng của Tần Vũ. Tần Vũ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, một quyền mà bổ tới. Thanh niên nam tử trong lòng chấn động, thân ảnh biến mất, trong nháy mắt cũng xuất hiện trước mặt Tần Vũ, hung hăng nhìn chằm chằm mặt Tần Vũ. Giờ phút này bọn họ mới đơn giản chỉ là thăm dò thực lực đối phương, cho nên đều không có phát lực quá mạnh. Nếu không, chỉ với một quyền của Tần Vũ có thể biến tầng không gian thứ 9 này thành hư vô. Cho dù Tần Vũ đã kiềm chế năng lượng, nhưng một quyền xuất ra cũng đã xuất hiện một cái khe không gian rất lớn. Thế bọn Huống Thiên Minh một phen kinh ngạc, ngay cả Lôi Vệ cũng vậy thì thào nói: "Tần Vũ đã tu luyện tinh thần biến đến cực hạn, chẳng lẽ đó là biến hóa cuối cùng của tinh thần biến trưởng khống giả sao? Tinh thần sao?" Trong mắt Lôi Vệ lại hiện lên một tia ham muốn, trừ phi là trưởng khống giả cấp bậc cuối cùng, nếu không tinh thần sao có thể như vậy được. Chính là khả năng biến hóa, mà biến hóa thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được.
Lúc này, Tần Vũ đã đứng thẳng hàng với thanh niên nam tử kia. Hai người thoạt nhìn không có sử dụng khí lực nhiều, xem thần sắc Tần Vũ hiển nhiên là cực kỳ thoải mái, chỉ một tay có thể phá vỡ công kích đồng thời phản công. Mặc dù mọi người tại đây chưa từng gặp qua hai kẻ lạ mặt kia, cũng chưa từng chứng kiến thực lực của bọn họ, nhưng đều có thể thấy rõ ràng thanh niên nam tử rất chật vật, sắc mặt khó coi, trong khi đó Tần Vũ lại cực kỳ thoải mái đối chiến. Chỉ là Tần Vũ không dám sử dụng toàn bộ lực lượng của trưởng khống giả. Thanh niên nam tử kia trong lòng cũng hiểu được nên không dám triển khai lực lượng quá lớn trong tầng không gian này. Nếu quá tay thì chỉ cần một đòn của bọn họ cũng đủ để phá hủy cả tầng không gian này. Tần Vũ phảng phất biết trước chiêu thức của thanh niên nam tử, mỗi lần đều là ở phía trước chờ đợi. Pháp tắc của thanh niên nam tử toàn bộ sử dụng, thế nhưng không chút nào gây khó khăn cho Tần Vũ, ngược lại bị Tần Vũ dùng công kích khó lường tiến đánh. Huống Thiên Minh một bên cẩn thận xem xét hai người đang đánh nhau, khóe miệng nhếch lên cười nhạo. Trong lòng thầm nghĩ, mặc dù ngươi là trưởng khống giả, nhưng không thể ngăn cản ta không dự đoán được chiêu thức của ngươi. Huống Thiên Minh thì ra đã ngầm trợ giúp Tần Vũ, trong lòng hắn tràn ngập kiều hận. Đánh nhau thực sự là nhàm chán, hắn muốn vì cha mà trả thù, muốn trực tiếp giết chết hai gã trưởng khống giả này. Trung niên nam tử ở phía sau cũng hiểu được sự bất lực của đệ đệ mình. Đến đây thì Tần Vũ khẽ quát một tiếng, thanh niên nam tử bị một đoàn năng lượng màu xám bao trùm lấy, siết chặt, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra, kêu lên thảm thiết, quay lại bên cạnh trung niên nam tử, hai mắt hậm hực nhìn chằm chằm Tần Vũ, mà Tần Vũ trong nháy mắt đã đứng bên cạnh bọn người Huống Thiên Minh, sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người kia. "Đại ca, ta muốn giết hắn." Thanh niên nam tử tiện tay chụp lấy một khối vật chất kỳ quái màu xám. Tại những chỗ bị năng lượng màu bạc đánh trúng đang rỉ máu, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, phảng phất như chưa từng bị thương. Trung niên nam tử trầm ngâm, liếc mắt nhìn đối phương, lại nhìn thanh niên nam tử nói: "Câm miệng, ngươi là đồ ngốc, ngươi muốn hủy diệt cả không gian ư?" Nhìn thanh niên nam tử sắc mặt oán thán, nhưng trung niên nam tử cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Trưởng khống giả ngoại giới trước mắt này có thể dễ dàng đánh bại thanh niên nam tử này, cũng khiến cho nét mặt hắn tối sầm lại. Nhưng chỉ là trong tức thời thì cũng không thể dễ dàng sử dụng lực lượng của trường khống giả được. Nếu không thì chẳng những là tầng không gian thứ 9 này mà là tất cả 18 tầng không gian nhất định là trong nháy mắt bị phá nát, hóa thành một đống hỗn độn. Thanh niên nam tử bị đại ca ngăn cản, hận hận liếc mắt nhìn Tần Vũ, trong lòng suy nghĩ nhất định phải giết chết cái tên trường khống giả đã làm mình bị thương, dám đến địa bàn của mình gây chuyện này. Tần Vũ thực ra cũng không để ý tới suy nghĩ của hai người, lắc đầu khinh thường. Mắt nhìn xuống dưới, dường như xuyên thấu cả 18 tầng không gian. Huống Thiên Minh cười cười, thấy ánh mắt Tần Vũ trong lầu linh cơ vừa hiện, trên mặt cũng giống vậy, nổi lên vẻ hưng phấn. Chỉ có bọn lôi vệ là chẳng biết gì. Trong lòng buồn bực không yên, Cổ Bàn khoanh chân tọa thiền tại một đỉnh núi lớn. Trong mắt đột nhiên xuất hiện nụ cười của Tần Vũ. Trong lòng ấm áp, cũng biết được rằng hai nam tử kia không phải là đối thủ của Tần Vũ. Tâm trạng cũng khá lên, chắp tay tọa thiền không nói lời nào. Quanh Tần Vũ đột nhiên xuất hiện một nắm tay, đúng vậy là một nắm tay cực lớn. Chỉ thấy trong mắt trung niên nam tử ánh lên quang mang màu xám. Trong không gian có thể thấy được khí thế màu xám cổ quái trong nháy mắt ngưng kết thành một nắm tay cực lớn, trực tiếp nhằm vào đan điền Tần Vũ mà đánh tới. Tần Vũ không hề hoảng hốt, cười lạnh một tiếng. Trước mặt hắn xuất hiện một cái khe không gian, trong nháy mắt hút nắm tay khổng lồ do khí thể màu xám kia tạo thành vào trong. Đối với trưởng khống giả mà nói thì đánh nhau kiểu này là ở mức sơ cấp nhất, không cách nào phân thắng bại. Đại chiến một hồi khiến cho Tần Vũ không nhịn được, trong mắt hàn quang lóe lên, thấy trung niên nam tử vẫn như trước không chịu buông tha cho bọn hắn mà công kích tới. Trong lòng Tần Vũ rất tức giận, liền hóa thành ngàn vạn thân ảnh bao vây trung niên nam tử. Mỗi đạo thân ảnh đều giống chân thân như đúc, đều hướng tới trung niên nam tử mà đánh tới. Chỉ một lát đã làm trung niên nam tử tay chân luống cuống. Tuy nhiên tu vi của người này so với thanh niên nam tử cao hơn một bậc, nên tuy là rối loạn một chút nhưng cũng vẫn chưa bị yếu thế. Bị thân ảnh Tần Vũ công kích một lúc, trung niên nam tử đã xuất ra một quả đấm hư không. Chỉ thấy sau lưng mỗi thân ảnh của Tần Vũ xuất hiện một cái khe, trong nháy mắt nuốt lấy hư ảnh. Đến đây thì Tần Vũ đã xuất hiện bên cạnh hắn, một quyền đánh vào đan điền trung niên nam tử, khiến y bay xa đến mấy vạn thước. Wow, tức chết ta mà. Xa xa một tiếng hét vang vọng cả bầu trời truyền đến. Cả tầng không gian thứ 9 bỗng chốc bạo liệt ánh chớp, từng cái khe không gian xuất hiện bên cạnh bọn người lôi vệ, uy thế cực kỳ khủng khiếp. Tần Vũ sắc mặt đại biến, dậm mạnh chân, nhất thời không gian chung quanh ổn định lại, toàn bộ khe không gian đã biến mất.
Thanh niên nam tử thấy thế, sắc mặt cũng biến đổi, nhẹ giọng tự nhủ: còn nói không cho ta dụng lực, chính ngươi lại muốn hủy diệt cả không gian. Khẽ nói một tiếng, toàn thân hắn khí thế bộc phát mãnh liệt, trong nháy mắt xuất hiện trên không. Tần Vũ sắc mặt khó coi, không thể tưởng tượng được hai trưởng khống giả vô danh không gian này lại muốn hủy diệt hoàn toàn nơi này, khiến cho hắn nhất thời trở nên bị động. Nếu tại đây không có người thân và bằng hữu, căn bản hắn có thể hủy diệt cả không gian này mà vẫn có thể tồn tại. Thế nhưng hôm nay tại không gian này còn có người thân và bằng hữu của hắn. Một khi hủy diệt vô danh không gian, những người này nhất định sẽ gặp bất chắc. Từng đạo năng lượng cường đại từ trong cơ thể Tần Vũ phát ra, giống như một cây cột chống trời, trong nháy mắt chống đỡ cả 18 tầng không gian. Trung niên nam tử cùng thanh niên nam tử thấy Tần Vũ hao phí khí lực như vậy, trong lòng cũng cực kỳ cao hứng. Chỉ nghe trung niên nam tử âm hiểm cười nói: không thể tưởng tượng được, đường đường là trưởng khống giả mà cũng quan tâm đến tính mạng của mấy con kiến hôi này. Nếu ngươi quyết bảo vệ không gian này vậy, chúng ta tất nhiên hủy diệt nó, dù sao không gian này cũng là của chúng ta. Dứt lời, bầu trời màu xám của tầng thứ 9 cũng hoàn toàn vỡ tan, các mảnh vỡ sáng ngời từ trên rơi xuống dưới hóa thành ngàn vạn mảnh hư không. Tần Vũ tức giận, không thể tưởng tượng được hai trưởng khống giả này lại có thể hèn hạ như thế. Bàn tay vung lên, một đạo năng lượng bàng bạc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Chỉ một khắc sau, bầu trời liền khôi phục lại màu xám ban đầu, nhưng trung niên nam tử vẫn không bỏ cuộc. Hai nam tử kia cười cười, đồng thời thi triển lực lượng của trưởng khống giả. Năng lượng này đủ để hủy thiên diệt địa, phảng phất một người không thể chống cự nổi. Trong nháy mắt, một bàn tay lớn nện xuống bên trên vòng bảo vệ của bọn lôi vệ. Oanh một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho mọi người bên trong không thể đứng vững, liền nghiêng ngả. Huống Thiên Minh rung động chứng kiến, trong lòng thầm nghĩ đó là thực lực của trưởng khống giả hay sao. Nếu là toàn lực xuất kích, sợ rằng có thể đưa toàn bộ không gian này hủy diệt đi. Chỉ là vòng bảo vệ của Tần Vũ không bị phá vỡ. Theo tiếng vang truyền đến, Tần Vũ cũng là chấn động, sắc mặt thoáng tái đi. Hai trưởng khống giả liên kết, lực lượng quả nhiên là kinh hãi. Tất nhiên là Tần Vũ tự thân không thể ngăn cản, hẳn là không đủ sức. Dù sao thì tình huống trước mắt chỉ có thể bao bọc mọi người, không thể bỏ mặc mà toàn lực chiến đấu, khiến Tần Vũ phát khổ. Loại chiến đấu không công bằng này khiến cho hắn cực kỳ khó khăn. Lúc này, ba thành năng lượng đã dùng để ổn định không gian này cùng bảo vệ mọi người, chỉ còn lại 7 thành cùng hai người kia liều mạng. Trung niên nam tử cùng thanh niên nam tử âm thầm cười, tầng thứ 9 không thể phá hủy, vậy phá tầng thứ nhất. Trong lòng vừa nghĩ, không gian tầng thứ nhất liền vỡ tan, cơ hồ trong nháy mắt giết chết ngàn vạn người. Cổ bàn vẫn chú ý tới Tần Vũ tại tầng thứ 9 này, nay lại phát hiện tầng không gian đang ở có dị biến, liền bất chấp che giấu tung tích, hét lớn một tiếng. La bàn trong tay thoáng chốc bay lên trời, bầu trời đang bị phá hủy nhất thời đã dừng lại. Dưới tác dụng của huyền hoàng khí trong cơ thể, không gian vốn đã bị nghiền nát, bể tan tành, nay đã khôi phục lại nguyên trạng. Chỉ là những người chết đi sớm đã hồn phi phách tán, dùng thời gian đảo lưu cũng không có hiệu quả. Cổ bàn thở dài một tiếng, xem ra trưởng khống giả này lực lượng quá cường đại, sớm đã định ra pháp tắc này, muốn sử dụng pháp tắc mà khôi phục lại những người đã bị hủy diệt thì thật là vọng tưởng. Tuy nghĩ vậy, nhưng cổ bàn thân là trưởng khống giả mà để nhiều người chết đi như vậy, trong lòng cũng tức giận không thôi. Hơn nữa, những người đã chết này lại do hai trưởng khống giả không biết liêm sỉ kia làm. Chẳng lẽ tầng thứ nhất cũng có trưởng khống giả sao? Trung niên nam tử thấy không gian tầng thứ nhất không có bị hủy diệt như hắn muốn, thần sắc lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Vũ nhíu mày cười nói: cho dù có trưởng khống giả thì đã sao, hôm nay nhất định phải hủy đi không gian này. Dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên phát ra khí thế khôn cùng, từng đạo quang mang màu xám từ thân thể y bay lên, dần dần tại không trung biến thành một trường thương dài 10 trượng. Phá cho ta! Trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, hôi quang của trường kích trong nháy mắt phá vỡ không gian, tạo thành 17 cái khe trực tiếp bổ tới tầng thứ nhất. Tần Vũ thấy trung niên nam tử không chút nào để ý tới nguy hiểm, cả không gian sụp đổ, cũng điên cuồng sử dụng tất cả lực lượng toàn bộ kích xuống. Không nhịn được giận dữ, muốn tiến đến ngăn cản, nhưng gặp phải thanh niên nam tử. Cút ngay! Tần Vũ hét lớn một tiếng, chỉ thấy không gian bên cạnh thanh niên nam tử toàn bộ vỡ vụn trong nháy mắt, hút thanh niên nam tử vào trong tận hư không. Chỉ là trung niên nam tử đã có cơ hội, trường kích đã xuyên qua tầng tầng không gian, hung hăng mà bổ xuống. Tại tầng đầu tiên, thần thức cổ bàn vẫn đặt tại tầng thứ 9, hoảng sợ phát hiện trưởng khống giả không gian này đúng là không màng tới an nguy của cả không gian, quyết tâm phá hủy tầng thứ nhất, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa không biết làm thế nào.
Tần Vũ lúc này đã chậm một bước, thần thức nhìn thấy không gian tầng thứ nhất đã bắt đầu vỡ ra. Chỉ một trường của trung niên nam tử này rõ ràng có thể phá hủy cả tầng không gian đó. Tần Vũ bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là đặt tất cả hy vọng lên cổ bàn. Tứ đệ, nhất định phải bảo vệ tầng không gian đó cho thật tốt. Một đạo âm thanh vang lên trong tai cổ bàn. Tần Vũ không thể không lo lắng cho Gia Gia cùng mọi người. Cổ bàn sớm đã chuẩn bị ngăn cản trường lực của trung niên nam tử đánh xuống, nay lại nghe thấy Tần Vũ truyền âm, liền không do dự, la bàn trong tay bay lên nghênh chiến. Trong lòng Tả Thu Mi cùng bọn người lôi vệ đối với thần thông của trường khống giả sớm đã chết lặng. Thấy bọn hắn thi triển năng lượng chỉ biết trong vòng bảo vệ màu bạc của Tần Vũ mà quan sát, lòng buồn bực không nói cũng biết. Huống Thiên Minh khóe miệng cũng có chút giãn ra, trong lòng thầm nghĩ, không biết chính mình khi nào mới có thể đạt tới cảnh giới trường khống giả. Nếu đạt được tới cảnh giới này, cộng thêm thiên đạo, tất nhiên có thể dễ dàng tiến vào thiên giới báo thù cho cha. Chỉ là trường khống giả đâu phải là dễ dàng đạt được. Tuy nói Tần Vũ là trường khống giả tu luyện trong thời gian ngắn nhất, nay đã là một người có thực lực mạnh mẽ nhất, nhưng chưa cần nhắc tới thiên tư của ông như thế nào, chỉ cần nói đến đan điền gặp vấn đề cùng với biết bao nguy hiểm kỳ ngộ của ông thì không ai có thể so sánh. Tập hợp biết bao nhân tố, Tần Vũ mới có ngày hôm nay. Huống Thiên Minh lúc này mặc dù đã có thể so sánh với cảnh giới thiên tôn, nhưng muốn đặt tới cảnh giới của Tần Vũ, trừ phi Tần Vũ có thể vì theo đuổi mục tiêu càng cao mà sụt giảm tu vi, chỉ là ông có thể như vậy sao? Cổ bàn ném ra la bàn trong tay, trong nháy mắt ngạnh kháng lại trường kích của trung niên nam tử. Cùng là trường khống giả, nhưng cổ bàn thực sự so với trung niên nam tử mạnh hơn, mà la bàn trong tay hắn cũng không phải là phàm vật, đảo mắt đã đưa không gian tầng thứ nhất trở lại ổn định. Thấy thế, khóe miệng Tần Vũ lộ ra một tia cười nhạo, khinh thường nhìn trung niên nam tử cùng thanh niên nam tử vừa trở về từ hư không lúc trước. Muốn hủy diệt không gian này ư? Còn phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã chứ. Trung niên nam tử bị huyền hoàng khí của cổ bàn mạnh mẽ phản ngược lại, bay ra xa trăm trượng, cực kỳ khiếp sợ quát to: các ngươi rốt cục là thần thánh phương nào? Vì sao đều là trưởng khống giả? Thực lực hai ngươi còn mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Chuyện đến nước này, hắn còn không biết tại tầng thứ nhất chống trụ chính là một nhân vật thần bí cùng đẳng cấp với mình, thậm chí là một trưởng khống giả siêu việt, có thể trực tiếp đánh hắn thối lui mấy trăm trượng, ngay cả thiên mông năm đó cũng không làm được. Trung niên nam tử kinh nghi không thôi, năm đó giết chết thiên mông là bị tam muội đưa vào phiến hư không, sau đó hợp lực ba người hao phí tận lực mới có thể giết chết, mà không gian này lại chẳng biết vì sao không sụp đổ, ba người cũng là hoài nghi thiên mông chưa chết. Thấy Tần Vũ nhếch miệng cười, vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, trung niên nam tử cố nén kinh hãi trong lòng, xuống giọng thương lượng: các hạ, nếu ngươi có thể để lại người kia trong không gian này, muốn đưa ai đi cũng được, chúng ta đều đồng ý, hơn nữa còn hỗ trợ tạo ra một thông đạo, thế nào? Hắn có chút không thể biết Tần Vũ rốt cục là khả năng tới mức nào, mặc dù đã dò xét một phen, nhưng Tần Vũ có thể dễ dàng đánh lui từng người, trong lòng cực kỳ bi thảm. Mà đưa ra đề nghị hỗ trợ Tần Vũ rời đi nơi này cũng là trung niên nam tử phán đoán, đoán rằng Tần Vũ không có cách nào đưa toàn bộ người ở đây mang đi qua thông đạo, nếu không sớm đã mặc kệ tất cả, mang đám người này mang đi, căn bản không cần phải dùng hạ sách này. Mà Huống Thiên Minh nhất định phải ở lại, bởi trên người hắn có hơi thở của thiên mông, huống chi hắn tự xưng là nhi tử của thiên mông, không điều tra rõ ràng làm sao mà yên tâm cho được. Chỉ là hắn đã đoán sai. Tần Vũ híp mắt nghe trung niên nam tử có chút thấp giọng nói, trong lòng liền buồn cười, trên mặt lại chẳng có chút thay đổi, lạnh lùng đáp: nể tình chúng ta cùng là trưởng khống giả, ta cũng không gây khó khăn cho các ngươi. Nếu các ngươi không đến đây quấy rầy, tiếp đãi cho tốt, cho tới khi chúng ta rời đi, tự nhiên không có chuyện gì xảy ra cả. Hai nam tử sắc mặt đồng thời biến đổi. Tần Vũ nói như vậy hiển nhiên là bốn nưa nhi tử của thiên mông kia mang đi. Nói như thế chẳng phải là vĩnh viễn không thể nào rõ ràng rốt cục thiên mông có thủ đoạn gì. Thủ đoạn gì ư? Nói không chính xác lắm thì kim phát nam tử đó là thiên mông chuyển thế. Một khi hắn lại đạt được cảnh giới trưởng khống giả sẽ trở lại đây, và tất nhiên ba người sẽ gặp phiền toái không ít. Trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh tanh nói: hôm nay vô luận là thế nào cũng phải đem hắn giết chết. Cho dù có hai trưởng khống giả, chúng ta cũng có ba, người như thế nào có thể ngăn cản chúng ta đây? Tần Vũ đứng thẳng trên không trung, vạt áo bị quang mang chiếc vòng của nữ trưởng khống giả làm cho dựng đứng lên, trên đỉnh đầu lại có vô số tia chớp đang phủ kín cả bầu trời, càng khiến người ta thêm sợ hãi. Huống Thiên Minh vẻ mặt trầm ngâm nhìn Tần Vũ đang vào thế bị động, trong mắt phát ra quang mang cuồng nhiệt.
Trung niên nam tử đối diện cũng không có chút nào chậm trễ, chỉ đợi nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử kiềm chế Tần Vũ, liền huyễn hóa một trường kích trên tay, thấp giọng quát: "Gia tốc!" Chỉ thấy trường kích màu xám như lưu tinh đột nhiên bay tới trước vòng bảo vệ của bọn người lôi vệ. Trưởng khống giả giỏi hơn cả là pháp tắc, tất nhiên là có thể thao túng pháp tắc. Đối với thời gian gia tốc, trung niên nam tử thi triển mạnh hơn rất nhiều so với thiên tôn. Trường thương màu xám bay qua nơi nào, không gian xung quanh nơi đó liền bị nghiền nát. Trong lòng bọn người Tả Thu Mi hoảng hốt, nếu trường thương này đánh lên người, kết quả không thể tránh là hồn phi phách tán, không thể có con đường nào khác. Mà Huống Thiên Minh hiện giờ như trước vẫn chỉ chuyên tâm chú ý đến Tần Vũ, trơ mắt nhìn khí thế cực kỳ kinh khủng của trường thương màu xám kia đánh trên vòng bảo vệ màu bạc của Tần Vũ. Trung niên nam tử khóe miệng thậm chí đã có chút nhếch lên. Trong suy nghĩ của hắn, vòng bảo vệ của Tần Vũ bố trí căn bản không cách nào chống lại uy lực thời gian gia tốc của trường thương được. Tả Thu Mi cùng mọi người phía sau giờ phút này ánh mắt đã lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Phải biết rằng trưởng khống giả là chúa tể của cả không gian, cho dù là không ở tại không gian của mình thì tự thân vẫn có khả năng phát huy uy lực đủ để giết chết mọi người, chỉ sợ là thiên tôn cũng không ngoại lệ. Thấy vậy, mọi người còn có thể hy vọng gì nữa đây, chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn trường thương bay tới. Sao? Trung niên nam tử hét lên một tiếng kinh hãi. Bọn người Tả Thu Mi cũng sợ hãi hẳn lên. Vốn đã thấy trường thương trong nháy mắt đã chạm vào vòng bảo vệ, mà lớp năng lượng màu bạc này tỏ ra là cực kỳ mềm mại, đột nhiên lõm vào một chút rồi lại bắn trở về. Mà hướng trường kích bị lớp năng lượng màu bạc của Tần Vũ bắn ra lại là vị trí của trung niên nam tử. Chỉ thấy tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với lúc đầu phóng ra. Sắc mặt trung niên nam tử biến đổi, phất tay tạo một cái khe không gian nuốt lấy trường thương. Tần Vũ mặc dù đứng trên không trung nhưng thần thức lại chưa bao giờ rời khỏi mọi người. Thấy vẻ mặt kinh hãi của trung niên nam tử, Tần Vũ không khỏi mỉm cười. Loại lực lượng này cũng muốn hủy diệt vòng bảo vệ, quả thực là không biết sống chết. Thấy nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử đều hướng mình đánh úp, khóe miệng hắn lên nở nụ cười nhạo, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử lúc này đã công kích tới trước mặt Tần Vũ, lại đột nhiên phát hiện đối phương đã không thấy tăm hơi đâu. Hai người kinh hãi vội vàng tạo ra vô số khe không gian xung quanh thân mình phòng ngừa bị đánh lén. Động tác của hai người trong lòng Tần Vũ cực kỳ rõ, sau khi hấp thu hỗn độn khí hắn đã có thể tại không gian này tự do chuyển đổi dạng năng lượng, sở dĩ không có biểu lộ ra đơn giản là muốn bọn họ phải suy tính. Chỉ sau một khắc Tần Vũ biến mất, nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử bên cạnh cũng đột nhiên biến thành hư vô. Hai người phảng phất cô độc đứng trên một hoang đảo, chung quanh không còn cảm giác gì, thần thức bọn họ cũng không cảm nhận được tình huống bên ngoài, giống như là đã bị giam trong ngục tối. Trong phòng chỉ toàn là màu đen. Hai đạo sét uy dũng bổ vào đầu hai người. Thấy bộ dáng hai người, Tần Vũ nhếch mép khinh thường. Mặc dù đây không phải là lôi phạt, thế nhưng đơn thuần vẫn là sét, vẫn chính là uy lực cực lớn. Hai gã trưởng khống giả có thể phá trừ hết thảy mọi pháp tắc, nhưng giờ phút này đối với Tần Vũ lại không có biện pháp. Không gian riêng biệt này là do Tần Vũ tự tạo ra, không giống hồng mông không gian, càng không giống hôi mông không gian quái dị này. Tất cả đều khiến bọn hắn không cách nào hiểu rõ, không cách nào nắm bắt. Mà Tần Vũ lại là chủ nhân của không gian này. Hỗn độn không gian! Huống Thiên Minh lúc này sắc mặt đại biến, trong đó mang theo chút kính nể cùng mừng rỡ. Không thể tưởng tượng được trong thời gian ngắn ngủi Tần Vũ có thể lợi dụng hỗn độn khí, xem ra chiến đấu với một người cấp bậc cao thủ sẽ có chỗ tốt. Chỉ có điều Huống Thiên Minh không biết chính là Tần Vũ trước đây đã trải qua vô số lần tử chiến, đã có rất nhiều kinh nghiệm phong phú. Đối với chiến đấu lĩnh ngộ, một cương thi nho nhỏ làm sao có thể so sánh được. Những người phía sau nghe được Huống Thiên Minh kinh hô, trên mặt đều hiện ra vẻ buồn bực không hiểu. Hiển nhiên không rõ Huống Thiên Minh vừa rồi nói hỗn độn không gian là có ý gì. Trung niên nam tử thấy trong thời gian ngắn không cách nào công phá vòng bảo vệ của Tần Vũ, trong lòng vốn đã tức giận không thôi, nay lại thấy nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử đều bị Tần Vũ mang đi đâu mất. Hắn nghiến răng quát lên: "Hủy diệt hôi mông!" Theo thanh âm, cả 18 tầng không gian đột nhiên kịch liệt rung chuyển, bắt đầu từ tầng thứ nhất cho tới phía trên cùng tầng thứ 9 nơi mọi người đang đứng. Mỗi tầng không gian đột nhiên cuồng phong nổi lên, không gian vốn ổn định nay lại giống như nghiền nát lẫn nhau. Từng cái khe không gian thật lớn tại các tầng hiện lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong vô danh không gian hoảng sợ kêu gào, trơ mắt nhìn những bằng hữu vốn đã thâm giao hàng ngàn năm bị cuốn vào trong. Cổ bàn hoảng hốt, vội vàng xuất ra la bàn, cố gắng ổn định lại không gian.
Tần Vũ lúc này cũng giận dữ bung tha hai người trưởng khống giả, tập trung toàn lực ngăn cản trung niên nam tử đang điên cuồng phá phách. Chỉ là nữ trưởng khống giả cùng thanh niên nam tử vừa thoát khỏi tiểu không gian kia liền dùng toàn bộ năng lượng phối hợp cùng trung niên nam tử. Tình huống lúc này biến thành ba gã trưởng khống giả cùng Tần Vũ và Cổ Bàn đang đấu công lực tu vi toàn thân. Huống Thiên Minh giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn biết nếu Tần Vũ cùng với trưởng khống giả thần bí kia không thể chống lại được công lực cường hãn của ba người kia, vậy thì tất cả mọi người tại vô danh không gian này đều bị tịch diệt hay sao? Cả không gian này chính là do cha hắn sáng lập, ngay cả vật chất màu xám cũng mang hơi thở của cha. Huống Thiên Minh không nhịn được, trong lòng cực kỳ đau khổ, nhìn lên bầu trời màu xám không nói gì. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh hay sao? Tần Vũ không cần bận tâm mọi người nghĩ gì, trong lòng hắn chỉ chắc chắn đó là không thể để mặc cho ba trưởng khống giả hủy diệt không gian vô gian này. Nếu không, ngay cả Liên Gia Gia, thậm chí là Tần Sương cùng Tần Tư bọn họ đều không thể thoát ra ngoài. Cổ Bàn lúc này cũng không kém, trong mắt tinh quang phát tiết, huyền hoàng chi khí toàn thân bộc phát, trong nháy mắt đã khống chế hoàn toàn tầng không gian thứ nhất, rốt cuộc cũng không để ba người kia có cơ hội nào. Công lực hai người mặc dù phải khó khăn lắm mới chống lại được ba gã trưởng khống giả, nhưng Tần Vũ cùng Cổ Bàn trên người lại mang hỗn độn khí, trong trời đất này chính là lực lượng cường đại nhất. Một người toàn thân là huyền hoàng khí, tuy nói là so với hỗn độn khí không bằng, nhưng lại có số lượng cực kỳ lớn. Năm người cứ như vậy giằng co, Tần Vũ đưa tầng không gian thứ hai chữa trị, trung niên nam tử liền lại lập tức hủy diệt. Nếu không phải là Tần Vũ đã sớm huy động năng lượng màu bạc bảo vệ người quen cùng trường bối của hắn, thì giờ phút này tầng không gian thứ nhất và thứ hai đã không còn người nào sống sót. Tần Tư khúc khích cười cười, thần tình sùng bái nhìn Hồng Nhan bên cạnh nói: "Nàng xem cha ta có lợi hại không, có thể chọi ba người." Dứt lời lại tự hào chỉ tay về phía Tần Vũ. Tả Thu Mi cũng mỉm cười, cho tới giờ phút này có lo lắng cũng không có tác dụng gì. Âu Yến nhìn nam nhân bên cạnh sớm đã chuẩn bị cùng tồn vong với Tần Vũ. Còn lại Huống Thiên Minh liếm mép, mái tóc dài vàng óng không có gió mà cứ bay lất phất, trông cực kỳ anh tuấn, chỉ là bên trong giống như độc xà, con mắt vẫn chăm chú quan sát ba gã trưởng khống giả, hiển nhiên là đang tìm nhược điểm của bọn họ tùy biến mà hành động. Nếu Huống Thiên Minh giờ phút này có thể tiếp cận tới bên cạnh bọn người Tần Vũ, hẳn là đã không chút do dự tiến đến tranh thủ giết chết một người trưởng khống giả. Chỉ bất quá trong lúc trưởng khống giả chiến đấu thì cho dù là ai trong bọn hắn cũng không thể xen vào. Tần Vũ toàn lực huy động tinh thần biến, dần dần xung quanh hắn hình thành một đoàn tinh vân, chính là hồng bông khí. Mà cỗ hồng bông khí này quả thực là từ phía sau truyền đến. Trong lòng chấn động, thần thức Tần Vũ nhìn về phía Hồng Quân đang bế quan tra xét, liền kinh hãi phát hiện ra đạo hồng bông linh khí đúng là từ Hồng Quân cách không mà đến. Tần Vũ bây giờ không thể sử dụng hỗn độn khí mới hấp thu không lâu, còn chưa hình thành, Hồng Quân truyền đến hồng bông khí giống như cứu tinh, khiến cho tinh thần biến uy lực đột nhiên mở rộng lên gấp 10 lần. Trong chớp mắt đã chữa trị xong 9 tầng hạ không gian. Trung niên nam tử sắc mặt lúc này đã đỏ gai lên, nghĩ đến cùng là trưởng khống giả mà ba người bọn hắn lại không cách nào chiến thắng hai người Tần Vũ. Thậm chí trưởng khống giả kia còn chưa có lộ diện đã trực tiếp ổn định lại 9 tầng hạ không gian. Trong mắt hắn nộ hỏa nhảy phừng phừng. Trong mắt trung niên nam tử bắn ra ánh mắt oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vũ như là sắp quyết định việc gì đó. Trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu màu xám, thân ảnh xuất hiện phía sau nữ trưởng khống giả, tập trung lực lượng toàn thân đánh mạnh lên lưng nàng. Oanh một tiếng, nữ trưởng khống giả không kịp phản ứng, vốn lực lượng toàn thân đang tập trung đấu với Cổ Bàn cùng Tần Vũ, căn bản không có nghĩ tới trung niên nam tử lại có thể xuống tay với người của phe mình như vậy. Cứ như vậy bị trung niên nam tử đánh vào người, toàn bộ lực lượng của một trưởng khống giả nhập vào trong cơ thể, toàn thân giống như bị sét đánh ầm ầm hóa thành hôi khí. Thấy thế, nữ trưởng khống giả kia liền tựu bạo, dẫn đến bùng phát năng lượng giống như cuồng phong, trong chớp mắt đã thấy cả vô danh không gian chấn động dường như sắp sụp đổ. Tần Vũ trợn tròn mắt, Cổ Bàn cùng tất cả mọi người cũng đều há hốc mồm. Trưởng khống giả tự bạo, đây chính là uy lực cỡ nào? Cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện tình huống như vậy. Thậm chí trung niên nam tử cũng không có ngờ tới hành động của chính mình đã khiến bản thân hắn và thanh niên nam tử hứng chịu hậu quả cực lớn, càng không có nghĩ tới Tần Vũ lúc bạo nộ sẽ kinh khủng cỡ nào, vô tình thế nào. Giống như bao nguyên tử, quang mang màu xám trong nháy mắt từ trong thân thể nữ trưởng khống giả bộc phát. Tần Vũ còn không kịp tự hỏi, năng lượng khổng lồ này đã oanh kích toàn bộ không gian, vòng bảo vệ bọn người Tả Thu Mi cũng trong nháy mắt bị vỡ tan.
Cầu Bàn vốn đang ở tầng thứ nhất thấy có biến động lớn, liền khẩn trương muốn ngay lập tức lên trên đó giúp đỡ. Không gian không là vấn đề, chỉ là hắn tự hỏi còn có thời gian hay không. Trong khi thân thể nữ trưởng khống giả bộc phát năng lượng, la bàn trong tay Cầu Bàn đã xuất hiện tại chân đầu bọn người Huống Thiên Minh. Một lượng lớn huyền hoàn khí đã bổ sung vào lớp năng lượng màu bạc của Tần Vũ. Hồng bông linh khí dung hợp cùng huyền hoàng khí, quang mang lóe lên chói mắt, nhưng cũng là rất khó khăn lắm mới có thể duy trì trước quang mang tự bạo màu xám kia. Dung chuyển nửa ngày, rốt cuộc không gian cũng đã bình yên trở lại. Tới giờ phút này, ngay cả Huống Thiên Minh cũng không cách nào duy trì tâm cảnh. Linh hồn hoàn chỉnh sau 6 lần biến thân, hắn cũng chưa từng nếm qua. Nếu như vậy mà dễ dàng chết đi, thì làm sao mà vì cha báo thù đây? Như thế nào có thể thực hiện được nguyện vọng của cha đây? Nếu chết như vậy, hắn hoàn toàn không cam tâm. À... dừng lại tại 5 lần biến thân khiến Huống Thiên Minh sợ hãi, la bàn đã phát huy tác dụng, một màn đấu tranh nội tâm khiến hắn suýt chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Mà bọn người Tả Thu Mi dù sao vẫn chỉ là tâm cảnh của thần vương, nét mặt cực kỳ bình tĩnh, chỉ là trong lòng mang theo bi ai nhàn nhạt. Cổ Bàn mặc dù đã có thể khống chế la bàn trong hư không, nhưng cả vô danh không gian đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bọn người Huống Thiên Minh lúc này giống như trôi nổi trên một làn nước, xung quanh là vô tận hư không. Sương Nhi, Hồng Quân, dường như là kêu không thành tiếng, Tần Vũ vô lực ngồi gục xuống mặt đất, ánh mắt lộ rõ tuyệt vọng. Chỉ là giờ phút này không phải là lúc bi ai. Tần Vũ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhanh tới bên cạnh mọi người, vạt áo lấm tấm máu tươi, có thể thấy được hắn cũng đã có chút thương tổn. Đôi mắt Tần Vũ lộ ra vẻ phẫn nộ cùng bi thương khó tả, trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh quen thuộc, con mắt trợn trừng, thậm chí còn chảy ra huyết lệ. Lúc này Cầu Bàn cũng phi tới bên cạnh Tần Vũ, chứng kiến Tần Vũ như thế không nhịn được kinh hãi hỏi: Tam ca, Tam ca, người sao vậy? Hắn không biết rằng trong không gian này có một người cực kỳ quan trọng với hắn, lại càng không biết người này từ nhỏ đã bên cạnh Tần Vũ, nay có cơ hội gặp lại, đối với hắn không thể diễn tả sự hưng phấn thế nào. Chỉ là hôm nay tất cả đã thành mộng ảo, đã tan biến thành hư vô. Vừa có hy vọng lại mất đi, khiến cho Tần Vũ nhất thời lâm vào vô tận bi thương. Cảm nhận được nỗi uất ức của Tần Vũ cũng chỉ có nhi tử hắn là Tần Tư. Tần Tư cảm nhận được nỗi đau trong lòng Tần Vũ không cách nào có thể tả hết. Khóe miệng tràn ra một ngụm máu, hẳn là Tần Vũ thụ thương không nhẹ. Dù sao cũng là bị năng lượng tự bạo của một trường khống giả gây nên, hơn nữa uy lực có khi còn mạnh hơn bản thân hắn. Nhưng đây chỉ là thương thế bên ngoài, sẽ mau chóng hồi phục. Chỉ là Tần Vũ trong lúc này trong lòng lại dì máu, phảng phất trái tim như bị đâm một dao. Hắn cũng hiểu được con tim đang co quắp đau đớn đến mức nào. Nếu nhất định chấm dứt mọi chuyện là phải đổ máu, tại sao lại không đổ hết lên đầu hắn? Tần Vũ trong lòng bi phẫn, chẳng lẽ thiên đạo lại vô tình như vậy sao? Nếu là như thế, ta sẵn sàng cuồng sát đến tận thiên giới, phải đem lão thiên hủy diệt, phải nghịch thiên. Mọi người, kể cả Cổ Bàn, đều đắm chìm trong bi thương, không có phát giác phía sau bọn họ có một đạo kim quang màu vàng thiển nhiên thu liễm, mà phía sau bọn họ chính là chỗ Hồng Quân bế quan. Đương nhiên đạo kim quang đó sau một khắc đã biến mất. Hai đạo thân ảnh chật vật nhanh phi tới trước mặt Tần Vũ, đồng thời há to miệng khiếp sợ nhìn về phía Huống Thiên Minh, phảng phất không dám tin tưởng dưới uy lực như vậy, cả vô danh không gian bị hủy diệt, vậy mà kim pháp Huống Thiên Minh vẫn còn sống. Là các ngươi, là hai người các ngươi đã giết tiểu quân. Cổ Bàn không giống Tần Vũ, con mắt bừng bừng sát khí nhìn hai người, vẻ mặt dữ tợn. Vốn la bàn đang trên đỉnh đầu Huống Thiên Minh, nay trong nháy mắt đã nằm trong tay Cổ Bàn. Khí thế cường bạo từ trong cơ thể thoát ra, phẫn nộ quát: Hai người các ngươi đi bồi tiếp huynh đệ của ta. La bàn biến lớn, cơ hồ trong khoảnh khắc nện lên đầu hai người kia. Trung niên nam tử sợ hãi, thân thể nhanh biến mất. Thanh niên nam tử cũng không do dự, trước la bàn chụp xuống đã chạy ra ngoài. Bọn họ cũng không nghĩ tới nữ trưởng khống giả tự bạo lại có uy lực cường đại như vậy. Khoảng cách giữa hai người và nữ tử kia cũng quá gần, khiến cho thương tổn càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là hôi mông khí thể vẫn còn phiêu phủ trong hư vô, khiến cho thương thế bọn họ nhanh chóng hồi phục, nhưng nội thương đều không thể dễ dàng khôi phục như trước. Cổ Bàn lại muốn đuổi theo liền bị Tần Vũ ngăn cản. Nhìn vẻ mặt sầu thảm của Tần Vũ, Cổ Bàn bi phẫn nhịn không được nói: Tam ca, tiểu quân hắn đã chết rồi. Thoáng chốc nước mắt đã chảy xuống. Đường đường là đàn ông thân cao 7 thước, nay lại khóc như một đứa bé. Tần Vũ trong lòng cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, hàn quang lè lè nhìn trung niên nam tử cùng thanh niên nam tử, ngưng động sát khí lăng không đứng im, cơ hồ như cắn từng chữ một nói:
bọn họ là của ta. Vừa dứt lời, chung quanh hai người kia xuất hiện một trận pháp. Hai người phát hiện thân ảnh liền lóe lên liên tục, muốn thoát khỏi trận pháp vây quanh, lại bị cổ bàn dùng la bàn đánh rơi xuống. Trong trận pháp phảng phất có hơi thở cổ quái xen lẫn chết chóc, khiến hai người càng thêm gấp gáp. Tần Vũ không có cử động gì thêm, con người hắn bây giờ giống như một cái hổ chết, không hề tức giận, chắp tay nhìn hai người kia nhàn nhạt nói: "Tứ đệ, ta cần huyền hoàng khí." Cổ bàn không chút do dự, lập tức đưa huyền hoàng khí toàn thân biến thành một hạt châu bóng loáng, rất là bắt mắt. "Đây là trận pháp gì? Ta như thế nào lại cảm thấy hơi thở của sinh mạng?" Thấy Tần Vũ mặt không chút thay đổi, tiếp nhận bi thương có chút kinh ngạc nhìn. Tần Vũ gật gật đầu, không có nói gì, tu vi cao thì có tác dụng gì đây? Trận pháp có lợi hại đến mấy, trong lúc cần thiết lại không thể bảo vệ người thân mà chết đi. Trong mắt hiện lên sát ý, trong lòng Tần Vũ đã âm thầm quyết định, sau khi rời khỏi nơi này nhất định phải lĩnh ngộ thiên đạo, phá đi cái gọi là thiên đạo bất công kia. Trung niên nam tử cùng thanh niên nam tử bị trận pháp bao vây, không một chút nào lơ là, liền kinh hãi nhìn chung quanh, thần thức cũng không cảm nhận được tình huống xung quanh, cảm giác khi bên trong hỗn độn không gian kia giống nhau. Sợ hãi, cảm giác khiếp sợ bao trùm lấy hai người trưởng khống giả. Bọn họ cho đến bây giờ vẫn còn không thể tin được, vốn là chúa tể không gian này, vậy mà bây giờ giống như đang chờ đợi bản án cao nhất, đó là đợi Tần Vũ hạ đao. Tình huống này cũng giống như khoảnh khắc phàm nhân bị tuyên án tử hình vậy. Chỉ khác hai người là trưởng khống giả, thân là tu luyện giả, có thể nói là vĩ đại, tâm trí vốn kiên định, cũng không thoát khỏi loại sợ hãi này. Về mặt Tần Vũ có thể nói là lãnh đạm, nếu nói là lạnh lùng cũng không quá, cả người giống như một cái đầm chết, không có chút cảm tình nhìn vào trận pháp. Kỳ quái là cuồng phong đang không ngừng công kích hai người trong đó đã dừng lại. Huyền hoàng khí trong cơ thể cổ bàn bay ra, ngưng kết lại thành một hạt châu, trong nháy mắt từ trong tay Tần Vũ lại bay ra, trong chớp mắt đã bay tới trung tâm của trận pháp. "Các người chết đi!" Tần Vũ rộng miệng nói bốn chữ. Trong trận pháp bỗng phát ra quang mang chói mắt cả vạn trượng. Hai gã trưởng khống giả trong trận pháp cơ hồ như đang cầu xin điều gì, liền hóa thành tro bụi. Loại kết quả này đều nằm trong dự liệu của mọi người, thế nhưng cũng nằm ngoài tưởng tượng của họ. Tất cả đều trông thấy Tần Vũ trong nháy mắt giết chết hai trưởng khống giả. Hai gã này tại vô danh không gian vốn là chúa tể, vậy mà Tần Vũ trong lòng vẫn là cực kỳ bình thản, nhàn nhạt nhìn, nhàn nhạt nghĩ. Hôm nay chứng kiến mọi chuyện, nhưng mọi người vẫn không thể tin đó là sự thật. Cho dù là Lôi Vệ hay Huống Thiên Minh cũng không ngoại lệ. Ngắn ngủi trong thời gian chỉ một ngày, vô danh không gian đã bị hủy diệt, ba gã trưởng khống giả đã chết, đối với bọn họ giống như mộng cảnh, là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên nếu Hồng Quân còn sống thì tốt biết bao, nhưng hết lần này tới lần khác là Hồng Quân khiến cho bọn họ rơi lệ. Đến hôm nay nước mắt đã chậm chậm rơi trên mặt mọi người. Tần Vũ khuôn mặt không chút thay đổi, dù giết chết hai người cũng không đủ giải tỏa bi phẫn trong lòng hắn. Giết chết hai gã trưởng khống giả trong nháy mắt, đối với trận pháp sinh mệnh có chút lĩnh ngộ, cũng có thể khiến trong lòng hắn nguôi ngoai đi một chút. "Sao?" Thần thức của bàn trong nháy mắt đảo qua hư không, buột miệng nói: "Hình như có người còn sống, phải là một thiên tôn." Ngón tay hắn chỉ về phía bên phải, miệng mở to, thế nào cũng không thể nghĩ được một thiên tôn trong mắt bọn họ không bằng một con kiến lại có thể sống sót được. Tần Vũ cũng phát hiện được một nam tử già nua đang phiêu phủ trong không gian, trong mắt nổi lên sát ý. "Người của Chu gia ư? Mà sao hắn còn có một dòng suối chậm rãi theo sau? Lục đạo luân hồi." Huống Thiên Minh đột nhiên kinh hãi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.